Xin kính chào quý vị khán giả. Hải Yến rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin nóng vừa được cập nhật trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Vỡ đập ở Sudan, hơn 60 người chết, hàng chục ngôi làng bị tàn phá. Ghi nhận từ VTV Online, truyền thông Sudan đưa tin vụ vỡ đập vào cuối tuần qua đã khiến nhiều người thiệt mạng. Hơn 60 người được báo cáo đã thiệt mạng sau khi đập Apat ở đông bắc Sudan bị vỡ, do đất nước này đang phải đối mặt với lượng mưa lớn kéo dài nhiều ngày dẫn đến lũ lụt thảm khốc. Đập Apat là nguồn cung cấp nước chính cho Port Sudan, thành phố Biển Đỏ đã trở thành thủ đô hành chính khi giao tranh nổ ra ở thủ đô Khartoum. Báo cáo cũng cho biết các nguồn lực đã được triển khai đến khu vực này để giúp đỡ những người mắc kẹt. Theo các hãng tin địa phương như Antagir và Madamik, nhiều người khác vẫn đang mất tích. Số liệu của Liên Hợp Quốc nói rằng vụ vỡ đập khiến 20 ngôi làng tại Sudan bị tàn phá, ảnh hưởng đến cuộc sống của 50.000 người. Cảng Sudan và khu vực xung quanh có thể phải đối mặt với tình trạng thiếu nước uống nghiêm trọng do đập bị vỡ. Quốc gia Đông Phi này đã phải đối mặt với lượng mưa lớn và lũ lụt kể từ cuối tháng 6. Theo Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc, OCHA, thời tiết khắc nghiệt đã ảnh hưởng đến khoảng 317.000 người, 56.450 hộ gia đình trên 16 tiểu bang. Bộ Y tế Sudan ngày 26 tháng 8 cho biết số người chết vì lũ lụt trên khắp cả nước đã tăng lên 132 người. Các tiểu bang bị ảnh hưởng nhiều nhất bao gồm Bắc Darfur, sông Nile và Tây Darfur. Những trận mưa lớn đã làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng nhân đạo do chiến tranh gây ra. Bên cạnh cuộc khủng hoảng lương thực, Sudan cũng đang phải đối phó với một đợt bùng phát dịch tả do nước lũ làm ô nhiễm nguồn cung cấp nước. Sudan đang phải hứng chịu thảm họa kép do thiên tai và bất ổn chính trị. Quân đội Sudan đã chiến đấu với lực lượng hỗ trợ nhanh RSF bán quân sự kể từ tháng 4 năm 2023. Một cuộc chiến gây ra tình trạng di dời hàng loạt và khó khăn cùng cực cho người dân Sudan. Năm tỉnh vẫn chìm trong nước lũ, Thái Lan kêu gọi Ủy hội sông Mekong tăng cường giám sát lũ lụt. Ghi nhận VTV Online, theo thống kê của giới chức Thái Lan, trong đợt mưa kéo theo lũ lụt và lở đất từ ngày 16 tháng 8 đến nay, đã có 22 người thiệt mạng và 19 người khác bị thương. Trong số những người thiệt mạng, có 10 du khách du lịch tử vong trong đợt lở đất ở đảo nghỉ mát nổi tiếng Phuket. Ngoài ra, hơn 30.900 hộ gia đình tại 13 tỉnh bị ảnh hưởng. Bộ Giảm thiểu và Phòng ngừa Thảm họa cho biết, chính quyền Thái Lan đang tăng cường nỗ lực để nước lũ rút đi và hỗ trợ 737 ngôi làng bị ảnh hưởng còn lại ở 5 tỉnh phía Bắc, Chiang Rai, Nan, Payao, Phetchabon và Phari. Thời gian này tại Thái Lan là mùa mưa, tuy nhiên, ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đang gây ra các đợt lũ lụt có sức tàn phá nặng nề hơn. Lưu lượng xả của đập tại Thái Lan đã được giảm xuống còn 3 triệu mét khối mỗi ngày để giảm thiểu tác động đến các khu vực hạ lưu và dự trữ nguồn cung cấp nước cho mùa khô tiếp theo. Ông Surasi Kittimonthon, Tổng thư ký Văn phòng Tài nguyên nước quốc gia ONWR, hôm ngày 25 tháng 8 cho biết mực nước ở sông Mekong tiếp tục dâng cao và ảnh hưởng đến các khu vực trũng thấp ở các tỉnh phía Bắc và Đông Bắc. ONWR đã gửi thông báo khẩn cấp tới Ban thư ký Ủy hội sông Mekong MRCS để yêu cầu tăng cường giám sát lũ lụt và dự kiến mức đỉnh lũ hàng ngày từ các trạm nước dọc theo các sông ở 8 tỉnh Chiang Rai, Loe, Nong Khai, Buen Khang, Nakhon Phanom, Mudahan, Amnat Charoen và Ubon Ratchathani. Bức thư kêu gọi các quan chức báo cáo tình hình nước mới nhất cho các thành viên bao gồm Campuchia, Lào và Việt Nam. MRCS yêu cầu Lào quản lý nước tại các đập ở các nhánh sông Mekong và phối hợp với Trung Quốc trong việc làm chậm quá trình xả nước từ các đập của nước này ở lưu vực thượng nguồn để hạn chế thiệt hại do mưa lũ. Tại tỉnh Buen Khang, mực nước sông Mekong vào ngày 25 tháng 8 đã đạt mức cao 12,05m, chỉ thấp hơn 95cm so với mức tràn bờ là 13m. Hàng nghìn hecta đất nông nghiệp trong tỉnh này đang chìm trong nước lũ. Trong khi đó, Phó Thống đốc Bangkok Wissanu Sapsampon cho biết tòa thị chính đang theo dõi chặt chẽ mực nước ở các đoạn khác nhau của sông Chao Phraya và chia sẻ dữ liệu với Cục Thủy lợi Hoàng gia, Trung tâm Quản lý nước quốc gia và ONWR. Bangkok đã tập trung nguồn lực và các sở hạ tầng phòng thủ chống lũ lụt như bao cát và máy bơm nước tại các khu vực có nguy cơ để nhanh chóng giúp đỡ người dân trong trường hợp khẩn cấp. Lũ quét tàn phá kinh hoàng tại Bangladesh và Ấn Độ, nhiều người bị cuốn phăng. Theo báo tin tức,
Tình hình mưa lớn và lũ lụt tại Bangladesh và khu vực Đông Bắc Ấn Độ đang trở nên ngày càng nghiêm trọng, ảnh hưởng sâu rộng đến hàng triệu người dân và gây ra nhiều thương vong. Ngày 23 tháng 8, Bangladesh trải qua một trận lũ quét tàn phá nghiêm trọng. Trận lũ này đã khiến ít nhất 13 người thiệt mạng và làm hàng triệu người khác bị mắc kẹt trong nước lũ. Bangladesh, quốc gia có dân số lên đến 170 triệu người, thường xuyên đối mặt với các vấn đề liên quan đến lũ lụt do được bao quanh bởi hàng trăm con sông lớn. Tình trạng lũ lụt đã trở nên ngày càng nghiêm trọng trong những thập kỷ gần đây. Và tình trạng này càng trở nên nghiêm trọng hơn do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. Điều này đã làm gia tăng tần suất và cường độ của các hiện tượng thời tiết cực đoan. Theo thông tin từ Bộ Quản lý và Cứu trợ thảm họa Bangladesh, lũ lụt đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho cư dân tại một số thành phố lớn, bao gồm Phoenix, Chittagong, Cochabamba và đặc biệt là khu vực phía đông thủ đô Dhaka. Thành phố Komila nằm gần biên giới với tiểu bang Tripura của Ấn Độ cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Các đồng bằng châu thổ do sông Hằng và sông Brahmaputra hình thành cũng đang chứng kiến tình trạng tồi tệ khi nước từ các nhánh sông tràn bờ, gây thêm khó khăn cho cư dân. Hiện khoảng 4,5 triệu người tại Bangladesh đã bị ảnh hưởng trực tiếp bởi lũ lụt, trong đó gần 190.000 người đã phải di dời đến các khu trú ẩn khẩn cấp. Tại Đông Bắc Ấn Độ, cụ thể là bang Tripura, mưa lớn liên tục trong 4 ngày qua đã gây ra lũ lụt và lở đất nghiêm trọng. Tình hình lũ lụt ở Tripura đã dẫn đến cái chết của ít nhất 22 người và khiến 2 người khác mất tích. Lũ lụt đã ảnh hưởng đến khoảng 1,7 triệu người, gây thiệt hại lớn cho nhà cửa, cơ sở hạ tầng, đường xá và đất nông nghiệp. Chính quyền địa phương đã thành lập 450 trại cứu trợ trên toàn bang để cung cấp nơi trú ẩn cho hơn 65.000 người phải di dời khỏi nhà. Mực nước sông ở Tripura vẫn ở mức cao, gây tác động nghiêm trọng đến các quận Gomati, Nam Tripura, Unakoti và Tây Tripura. Tình trạng lở đất đã xảy ra tại 2.032 địa điểm, trong đó 1.789 địa điểm đã được dọn sạch. Các nỗ lực phục hồi đang được tiến hành tại các khu vực còn lại. Thiệt hại đối với nông nghiệp và cơ sở hạ tầng rất lớn, với báo cáo đáng kể về thiệt hại đối với cây trồng và vật nuôi. Mưa lớn liên tục đã làm gián đoạn nguồn cung cấp điện và dịch vụ đường sắt từ thủ phủ Agartala của Tripura. Viễn thông cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng ở những khu vực bị lũ lụt. Các cơ sở giáo dục tại những khu vực này đã phải đóng cửa cho đến khi có thông báo mới. Cục khí tượng Ấn Độ IDM đã ban hành cảnh báo đỏ cho toàn bộ bang Tripura, dự báo rằng mưa lớn sẽ còn tiếp tục trong thời gian tới. Chính quyền địa phương cũng đã yêu cầu hỗ trợ từ lực lượng không quân và lực lượng ứng phó thảm họa quốc gia để hỗ trợ các hoạt động cứu hộ và cứu nạn trong khu vực. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Hải Yến rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Quý vị đừng quên nhấn chuông theo dõi kênh để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.